Hồ Vinh Hoa gặp Lý Bản Hàm năm 1976. Hồ Cầm Đỏ đi trước dùng phi tượng. Lý Bản Hàm đối phó bằng hữu trung pháo. Nhảy mã cánh trái ra biên là muốn duy trì biến hóa. Ở nước cờ này, phần nhiều lựa chọn nước đi xem 1 bình 2. Ván cờ tiếp theo. Đen pháo 8 bình 6. Nước cờ cần được nghiên cứu. Ở đây đổi lại. Như đang đi xem 1 tiến 1. Tiếp theo là cần nghiên cứu xem xét khả năng này. Lý Bản Hàm pháo 8 bình 6. Ván cờ tiếp theo. Xe bị bịt đầu là điều tối kỵ. Ở đây đang nước xe 9 tiến 1 hình thành bá vương xa. Đây là trường hợp riêng. Nên Lý Bả Hàm đi xe 1 bình 6 khuất sau pháo. Đỏ chợt nhận ra điểm yếu về kết cấu quân ở cánh phải của mình, bèn đi xe kỵ hà, mưu chiếm ưu thế, nhưng lại bị đen phản kích. Đổi lại, đỏ có thể đi sĩ 4 tiến 5. Tiếp theo, đen có hai khả năng, như đi pháo 6 bình 7. Cờ đỏ ưu thế. Còn đen đi pháo 6 tiến 4. Tiếp theo. Cờ đỏ cũng ưu thế. Hồ Vinh Hoa xe 4 tiến 4 kỵ hà. Lý Bản Hàm ứng phó. Đầu tiên, đen tiến xe bắt pháo. Sau đó, đen chờ đi xe 9 bình 4. Hình thế của đen rất mạnh. Đỏ từng bước triển khai cánh phải. Đỏ tiến pháo lên hàng tốt. Đổi lại, đỏ thì đi pháo 2 tiến 4. Nước cờ hàm xúc và chắc chắn hơn. Hồ Vinh Hoa pháo 2 tiến 5. Tiếp theo. Đen tượng 3 tiến 1. Thứ tự các nước đi rất chính xác. Ở đây, đen chờ đỏ đi xe rồi mới tiến tốt.
Đỏ xe 2 bình 3, nước cờ chính xác. Đổi lại như đỏ đi xe 7 bình 3 ăn tốt. Tiếp theo. Cờ đen ưu thế lớn. Ở đây đen bắt mã, kiêm chờ, mã 2 tiến 4, dọa ngọa tào. Hồ Vinh Hoa, xe 2, bình 3. Tiếp theo. Đỏ pháo 1 tiến 4, ăn tốt. Đổi lại như đỏ đi xe 3 tiến 2 ăn pháo. Tiếp theo. Đến đây đen thắng cờ vì đỏ đành bỏ xe ăn mã. Nếu không đen đi mã 6 tiến 4, đỏ vô giải. Hồ Vinh Hoa, pháo 1 tiến 4. Nhòm tốt đầu, mưu phản công. Đen lùi mã, nước cờ hay, giải pháp duy nhất để giải vây. Đen mã 4 tiến 5, nước cờ vội vàng. Đổi lại đen có thể lùi xe hàng tốt như tiếp theo. Cờ đen nhiều quân ưu thế. Lý Bản Hàm muốn tiến quân đánh gốc. Hồ Vinh Hoa ứng phó. Đen nhảy mã vì đen lâm vào tình trạng khó đi. Đổi lại như đen lùi sĩ. Tiếp theo. Cờ đỏ bắt lại quân. Vì như đen chạy mã thì đỏ ăn tượng chiếu cho bắt mã. Còn đen lùi xe giữ thì đỏ bình pháo bắt mã. Lý Bản Hàm, mã 5 tiến 3. Tiếp theo. Đen lùi mã về tay sĩ. Đổi lại, như đen đi sĩ 5 tiến 4. Tiếp theo có thể là.
chuẩn bị hình thành giác diện hỏ, cờ đỏ thắng thế. Lý Bản Hàm lựa chọn mã 3 lùi 4 cản mã. Ván cờ tiếp theo. Cờ đỏ lấy lại quân lại hơn tốt, chiếm ưu thế, cờ đỏ có thể nhìn thấy thắng lợi. Đến đây hình thành thế tất thắng của đỏ. Lý Bản Hàm cầm đen buông cờ chịu thua.
Mời các bạn xem lại diễn biến của ván cờ.
đỏ thắng cờ.